chúng ta đừng đánh mất sự nghiệp chỉ vì tình yêu. Hôm qua thì mình có nghe một cái câu chuyện của một bạn lãnh đạo khối có kể mình về một bạn nhân sự công ty đã từng rất là nhiệt huyết, đã từng là một trong những cái người mà để mình định hướng là sẽ có tương lai ở cái doanh nghiệp mình. Nhưng mà gì ạ, các bạn còn rất là trẻ, các bạn ấy có cái sự nhiệt huyết, các bạn ấy có sự ham học hỏi, nhưng khi các bạn vướng vào chuyện yêu đương một phát là các bạn hầu như là các bạn ấy bị cuốn theo cái chuyện yêu mất, quên mất là mình cần làm cái gì. Tức là các bạn cứ bị cuốn theo cái mới, không biết là cái gì mình đang có nó là tốt nhất. Thì cái này thì nó phải là do trải nghiệm, có thể là sau này chúng ta mới nhìn nhận ra được. Quay trở lại vấn đề là các bạn trẻ, các bạn ấy cứ bị cuốn theo những cái gì mà nó mới xuất hiện trong cuộc đời của mình. Ví dụ công việc mới các bạn cũng bị cuốn theo rất là nhiều vết, nhưng mà nó chỉ rất là ngắn thôi. Thế xong rồi đến chuyện tình yêu, thế thôi. Tình yêu thì các bạn, ui dồi ôi, cuốn lắm, bỏ công, bỏ việc hàng ngày. Có khi đang là ngày xưa tập trung gọi khách hàng, tập trung đi gặp khách hàng, thì bây giờ dành ra cả là gọi cho người yêu, nhắn tin, gọi điện cả ngày cả đêm. Công việc thì sa sút, và trong vòng một vài tháng này mình không thấy bạn ấy có giao dịch luôn. Trước thì đang giao dịch rất là tốt. Đấy. Thế thì chắc chắn bạn ấy mình thấy là sẽ có vấn đề. Mình nhìn thấy vấn đề trước luôn. Mình chỉ khuyên các bạn trẻ là hãy biết cân bằng giữa cuộc sống, giữa tình yêu. Các bạn cũng nên trải nghiệm tình yêu của giới trẻ, tại vì là cái đấy rất là tuyệt vời, đúng không? Nhưng chúng ta đừng đánh mất sự nghiệp chỉ vì tình yêu. Có rất nhiều bạn trẻ xảy ra những cãi cọ với người yêu, còn tìm đến những con đường gọi là, nói chung là rất là không nên, để làm khổ bố mẹ, khổ mọi người. Rồi gì ạ, có những cái hành động rất là ngỡ ngẩn, và những có những sự việc rất là đáng tiếc. Chúng ta là giới trẻ thôi, chúng ta có cái năng lượng và cái sức trẻ thì chúng ta hãy vận dụng nó làm sao cho nó hợp lý và làm sao cho nó trọn vẹn, làm sao cho nó hài hòa. Chúng ta vẫn có thể yêu hết mình được, nhưng chúng ta phải biết được là cái những cái tình yêu của giới trẻ đấy nó sẽ không có nhiều kết quả dài hạn đâu. Cái tỷ lệ đấy có, nhưng mình nghĩ nó khoảng 5%. Còn lại thì 95% chúng ta sẽ chia tay khi mà chúng ta tốt nghiệp, khi mà chúng ta có công việc khác, chúng ta có những mối quan hệ khác, nó khác biệt với tình yêu sinh viên mà chúng ta dành cho nó quá nhiều, chúng ta cống hiến cho nó quá nhiều, đến lúc mình còn bỏ lỡ cả cái sự nghiệp của mình nữa. Thế nên là gì ạ? Chúng ta đừng làm theo số đông, chúng ta phải khác biệt đi. Nếu các bạn đã sinh ra trong cuộc đời này, các bạn muốn khác biệt, các bạn muốn cuộc đời các bạn sống có ý nghĩa, thì ngay từ đầu những cái hành động, những cái nhận thức của bạn nó cũng phải khác biệt nhá. Đấy, đây là lời chia sẻ rất là thật của mình. Mong là các bạn trẻ, các bạn hiểu được ra phần nào.